xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Vi Channel. Mình lại là Đăng Anh đây. Thời gian vừa qua thì Nokia đã cho ra mắt chiếc điện thoại Nokia 6.1 tại Việt Nam. Đây có thể coi là một phiên bản bà con họ hàng với lại chiếc Nokia X6 hàng xách tay. Vậy thì chiếc Nokia này cũng chạy theo xu hướng là tay thỏ, viền mỏng, tỷ lệ dài. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem là sự khác biệt giữa chiếc điện thoại Nokia 6.1 hàng chính hãng khác gì với lại chiếc điện thoại Nokia xách tay X6 các bạn nhé. Về thiết kế là phiên bản quốc tế của Nokia X6 được bán riêng tại thị trường Trung Quốc, cho nên là Nokia 6.1 được thừa hưởng toàn bộ kiểu dáng người bà con. Sản phẩm chính thức xác định việc Nokia chạy theo trào lưu tay thỏ đi kèm màn hình tỷ lệ dài và viền mỏng. Màn hình tay thỏ của Nokia 6.1 Plus có kích thước là 5.8 inch, độ phân giải Full HD Plus, tỷ lệ 19:9 và tấm nền IPS LCD, cho độ sáng khá, góc nhìn ổn, màu sắc theo thiên hướng tự nhiên và rất là trung thực. Tiếp theo, đặc điểm đầu tiên mà Đăng Anh muốn nhấn mạnh cho các bạn khi so sánh giữa hàng xách tay và hàng chính hãng thường là về ứng dụng CH Play. Thường thì hàng chính hãng sẽ được cài đặt sẵn CH Play cho chúng ta luôn, tuy nhiên hàng xách tay thì lại không có. Và việc này đòi hỏi chúng ta có thể cài đặt được, tuy nhiên là rất phức tạp. Vì là hàng xách tay, Nokia X6 sẽ chưa kịp cập nhật đầy đủ các ứng dụng, đặc biệt là CH Play. Máy chính hãng được cài đặt sẵn kho ứng dụng Google Play, còn máy xách tay không có. Tuy là có thể được cài đặt CH Play nhưng mà sẽ khá phức tạp. Tiếp theo sẽ là một vấn đề về ROM không ổn định về 4G. Xét về khía cạnh phần mềm kỹ thuật thì sử dụng hàng chính hãng cũng đem đến sự tiện lợi cho người dùng. Với hàng chính hãng thì người dùng chỉ cần mở hộp là đã có thể sử dụng đầy đủ tiếng Việt, Play Store. Còn với hàng xách tay, do đều được nhập khẩu từ Trung Quốc, các cửa hàng buộc phải unblock bootloader và chạy bản phần mềm khác. Quá trình này đôi khi tốn lên đến 2 tuần và tạo nên rất nhiều sự phiền toái cho người sử dụng, đặc biệt là với những ai không thạo ngoại ngữ, không có vốn hiểu biết về kỹ thuật và sống xa khu vực của các cửa hàng. Tiếp theo, một điều quan trọng không kém khi mà các bạn đang phân vân giữa hàng xách tay và hàng chính hãng đó chính là về chế độ bảo hành. Không cần nói nhiều thì cũng biết là hàng chính hãng luôn mang đến cho người tiêu dùng của chúng ta những cái hậu mãi cũng như là những cái chính sách bảo hành tốt nhất. Với hàng xách tay thì người dùng có thể sẽ không nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ hãng như những chiếc máy đã được mua trong nước. Chẳng hạn như với người mua iPhone Apple thì có chính sách đổi mới pin hoặc là sạc miễn phí cho người mua hàng nếu nằm trong lô hàng lỗi hoặc sau một thời gian sử dụng. Và tiếp theo sẽ là một ưu điểm cũng rất tốt khi bạn mua hàng chính hãng, đó chính là khi bạn mua một chiếc Nokia 6.1 chính hãng tại Việt Nam thì bạn đã mua luôn cái gói bảo hành tốt 12 tháng mà không cần phải mua thêm bất cứ một cái gói nào khác nữa của cửa hàng bán điện thoại xách tay. Khi bạn mua hàng chính hãng thì sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều, có phần mềm ổn định để sử dụng không quá phức tạp, được hưởng những chính sách ưu đãi mua hàng quà tặng đi kèm về sau. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là mình sẽ bắt buộc các bạn phải luôn mua hàng chính hãng. Mình biết là có rất nhiều bạn thích cái sản phẩm đó, thích phần thiết kế đó. Tuy nhiên thì về phần kinh tế eo hẹp, cho nên là chúng ta sẽ có một cái lựa chọn khác là hàng xách tay. Vì thế cho nên mình cũng muốn lưu ý cho các bạn khi mua hàng xách tay cũng cần phải chú ý những vấn đề sau. Mua hàng xách tay sẽ phù hợp với những người thích trải nghiệm sản phẩm sớm, không quan tâm đến bảo hành, muốn giá rẻ hơn. Nhưng tuy nhiên các bạn cũng phải luôn cẩn thận kiểm tra thiết bị, độ uy tín của cửa hàng khi mua. Ok, vừa rồi là một số điểm khác biệt giữa Nokia X6 và Nokia 6.1 chính hãng tại Việt Nam. Vậy thì bạn suy nghĩ gì về việc lựa chọn quyết định của mình khi mua hai sản phẩm này? Hãy để lại phần comment cho tụi mình cùng biết đó nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube Vi Channel đó. Bye bye. Thì Nokia 6.1 Plus thì mình thích nhất là thiết kế, cấu hình với lại cái thương hiệu. Thì đó là những cái đặc điểm mình thích nhất là trên cái máy này so với những máy còn lại.